đó chỗ này đây. Đó là chỗ ba đứng nè. Bề ngang 5m, bề dài 18m mấy á. Hả? Này lộ ngang 8m. Cũng mặt tiền không à. Tôi được đây. Vậy hả? Ôi nhưng mà cái này là đỡ, nó không có bị nắng. Mình được hướng nam. Ừ.